Hôm nay em có con xe này giới thiệu lên cho các bác nhá. Một con xe VIP số tự động 7 chỗ ngồi, form dáng các bác nhìn xem rất đẹp mắt. Một con xe lúc mới nó là tiền tỷ. Và con xe này bây giờ hiện tại vẫn còn cực kỳ đẹp. Nhưng mà giá tiền của xe thì chỉ bằng một chiếc xe Kia Morning thôi là các bác đã có thể sở hữu rồi. Và cũng chia sẻ với các bác như thế này, là chiếc xe này bên em vào trực tiếp nhà chính chủ mua các bác nhá. Đấy, lúc vào mua đấy ạ, thì màng nhện nó bám khắp nơi các bác ạ. Màng nhện bám khắp nơi và nội thất lúc còn mốc meo lên cơ. Tại vì là chủ xe không dùng đến các bác nhá. Tại vì nhà đang có xe rồi cho nên là không dùng đến xe này. Đấy, cho nên là chiếc xe này rất ít khi là chủ xe đi đến. Và các bác tí nữa nhìn mà xem, chiếc xe còn cực kỳ là chất luôn. Đấy, bác nào mà đang quan tâm đến những chiếc xe chất, những chiếc xe với độ zin còn cao thì các bác cùng theo dõi video này của em. Đây các bác xem, hiện tại em đang đi vào bên trong nội thất để cho các bác xem về chiếc xe này. Đấy các bác nhìn nhá, đấy là chiếc xe có cửa sổ trời này. Đấy, rồi có hai dàn điều hòa này. Chức năng của chiếc xe này thì nó là miên man luôn các bác nhá, rất là nhiều chức năng. Bộ ghế của xe này các bác xem, bộ ghế trên, bộ ghế dưới còn rất là căng đẹp. Ghế da xịn cao cấp nguyên bản theo xe các bác nhá. Đấy, đây, hàng ghế phía sau thì tí em cũng sẽ quay cho các bác ngắm luôn. Đấy, đây em sẽ quay cho các bác ngắm luôn nhá. Đây, hàng ghế phía sau này các bác này. Đấy, rất ít khi ngồi đến cho nên là nó mới được đẹp như thế này các bác nhá. Và mặt lý của nó này, các bác nhìn xem. Xe thiết kế có hai dàn điều hòa, thì đây là cái công tắc để điều chỉnh cái hệ thống điều hòa phía sau. Còn đây là màn hình nhá. Màn hình này là màn hình nguyên bản theo xe các bác nhá. Và kia có một cửa gió này, và bên đây có một cửa gió nữa để thổi cho cái hàng ghế phía sau. Và khu vực này đấy ạ, thì các bác thấy là có cái cổng nghe nhạc AV và AUX, rồi cái cổng điện ra 12V. Còn bên kia là có cả cổng điện lưới 220W, 220V 100W nữa cơ các bác nhá. Đấy, rất là hay luôn. Con xe này được thiết kế có hai cổng điện lưới 220V và điện ra là 100W các bác nhá. Và lốp của chiếc xe này đấy ạ, thì chủ trước mới thay xong cả một dàn luôn các bác nhá. Và chiếc xe này đấy ạ, thì đây các bác nhìn xem cái vị trí ở khu vực này là các bác sẽ đánh giá được nó được rõ ràng nhất và chi tiết nhất và dễ nhất. Đây thì em mời các bác xem nhá. Đây các bác nhìn này, những con bu lông ốc vít ở cái vị trí này nó vẫn còn chấm màu đỏ này các bác nhìn này. Đấy, vẫn còn chấm nguyên màu đỏ đúng không ạ? Sơn zin lòng trong vẫn còn nguyên các bác nhá. Gương kính điều chỉnh điện, và các bác nhìn xem những công tắc tiến bấm của xe còn rất là đẹp mắt này. Đấy, rồi đây các bác nhìn xem những cái phần vị trí ở cái khu vực tay nắm cửa này các bác nhìn này. Đấy, chưa bị rách gì hết đúng không ạ? Nhiều con bị rách rồi, con này của em là chưa bị rách hết. Tất cả cái phần táp ni, phần táp lô, phần ghế của xe đều được thiết kế bằng chất liệu da xịn cao cấp các bác nhá. Và đây các bác nhìn xem, ghế lái được trang bị này các bác nhìn này. Đấy, có sấy sưởi ghế nóng lạnh các bác nhá, nằm ở cái công tắc này. Đấy, vặn đây thì là lạnh này, vặn đây là nóng này các bác nhá. Và có massage ghế, mình bấm nút này, bấm những nút này là nút để chỉnh massage ghế. Và chiếc xe được thiết kế có chế độ nhớ ghế 1-2 đây. Đấy, hai chế độ nhớ ghế các bác nhá. Ghế điện đấy ạ. Vâng, vào đây các bác nhìn xem cái ghế lái này, ghế lái của nó vẫn là ghế zin, còn đẹp căng luôn này các bác nhìn xem này. Đấy, còn đẹp căng như vậy luôn đấy ạ. Và chỗ này có tu khí an toàn nhá. Và đây các bác nhìn xem là có cửa sổ trời nhá. Đấy, và đây là công tắc bấm đèn trần và cửa, và được công tắc để mình bật chỉnh cửa lốc các bác nhá. Và đây là vô lăng này. Đấy, những cái phần ở vị trí vô lăng này vẫn còn nguyên nhá. Nhiều con là bong bị bật, bị vứt đi hết rồi. Con này của em là vẫn còn nguyên luôn. Và da của vô lăng các bác nhìn xem vẫn còn khá là ok đúng không ạ? Đấy, khá là ok luôn. Đấy các bác nhìn xem. Cần số tự động các bác nhá. Đây là cần số tự động của chiếc xe. Logo ở đây thì các bác nhìn đây, mình đã biết là xe gì chưa ạ? Nhiều bác biết, nhiều bác chưa biết thì em cũng sẽ đọc thông tin của chiếc xe này luôn để cho các bác mình thấy nhá. Đấy là chiếc xe này được mang tên là Lucgen U7 các bác ạ. Đấy, dòng này bên em bán rất là nhiều và hiện tại đang có 4 con liền cơ. Lucgen U7 nó được sản xuất năm 2010, đăng ký ban đầu năm 2011, số tự động. Máy xăng 2.2 và đây là cần số của chiếc xe. Đấy, cần số ở đây các bác nhá, cần số vô lăng của xe còn khá là ok, đẹp mắt. Đấy. Con xe này được thiết kế 7 ghế ngồi nhá, tí em sẽ quay các bác xem. Nhập khẩu nguyên chiếc luôn đấy ạ. Và đây các bác nhìn nhá, chỗ này là có đề lỗ thông minh start top này. Đấy, có chìa khóa thông minh, đề lỗ thông minh start top các bác nhá. Đấy, rồi cái vị trí ở khu vực trong đây các bác nhìn xem là có gì ạ? Là có nút tăng giảm đi ga tự động này. Đấy, rồi đây là đèn này, đèn auto này, rồi căn chỉnh làn đường này. Đấy, khi ly lịch các bác bấm vào đây nhá, bấm đây
mà khi các bác di chuyển mà mình đi lệch làn đường ấy ạ, sẽ báo ngay. Và cốp của xe đấy ạ, cốp của xe này được thiết kế được bấm mở bằng điện các bác nhá. Đây nút này. Hoặc là mình bấm ở chìa khóa, tự động cốp sẽ lên và tự động sẽ xuống các bác nhá, rất là hay luôn. Và đây là cảm biến này, và đây là nút mở xăng này. Đấy, và chiếc xe được thiết kế có hai cầu nhá. Có thể các bác đi một cầu, có thể đi hai cầu, bấm vào cái vị trí này. Đấy. Chỗ này là cái những chỗ để nước để đựng đồ. Đây, nước đựng đồ các bác nhá. Đấy, và chỗ này đấy ạ thì các bác thấy này. Đấy, có một cái chức năng mà em thấy là tất cả những con khác, những con xe khác không có. Đấy, nó có cổng điện lưới 220V 100W các bác nhá. Đây. 220V 100W có thể cắm TV, tủ lạnh ở trên cái chiếc xe này được luôn các bác nhá. Và đây ạ, có cổng AV rồi AUX này, cổng điện ra 12V này. Đấy, rồi USB này. Đấy, và đây là cái nút bấm đi ga tự động của chiếc xe các bác nhá. Ở bên đây, đàm thoại rảnh tay ra lệnh giọng nói này. Đấy, rồi bên đây là điều chỉnh âm thanh. À bên đây là điều chỉnh âm thanh các bác nhá. Còn bên đây mới là đi ga tự động cruise control này các bác này. Bên đây mới là đi ga tự động cruise control. Các bác nhá, đây các bác lưu ý cho em như vậy. Đấy, vừa em nói bị nhầm chút thôi. Và đây là mặt đồng hồ của chiếc xe. Bây giờ thì em sẽ ấn nút để lỗ thông minh lên để cho cái màn hình nó hoạt động. Em sẽ quay cho các bác mình cùng xem nhá. Đấy. Màn hình thì đã được khởi động rồi. Và phần đồng hồ của xe là cũng khởi động luôn. Đấy, chiếc xe được báo trên đây nó là 62 km nhá. Đây, đây là mặt đồng hồ của chiếc xe, hiển thị tất cả những chức năng luôn. Và đây là cái màn hình. Đấy, chiếc xe này thiết kế có cam 360 độ. Khi mình bấm vào cái vị trí này các bác nhá, có cam 360 độ luôn xung quanh xe. Đấy, cam 360 xung quanh xe luôn các bác nhá. Đây, em sẽ bấm cho các bác mình xem đây. Đấy, cam 360 độ soi xung quanh xe này các bác này. Và khi mình xi nhan đấy ạ, khi mình xi nhan thì nó cũng sẽ báo luôn các bác nhá. Đây, em sẽ xi nhan cho các bác xem. Đấy, xi nhan bên nào báo bên đấy. Và bây giờ em sẽ chuyển bên xi nhan nhá. Đây, chuyển sang bên kia đi. Đấy, sẽ báo bên kia luôn đúng không ạ? Rất là hay và tuyệt vời. Đấy, một chiếc xe quá ok luôn đúng không ạ? Còn đây là gương, có chế độ gương chống chói. Còn đây là mở gương, soi gương các bác nhá. Rất là nhiều chức năng, các bác về mình tìm hiểu thêm. Túi khí an toàn được thiết kế lắp đặt xung quanh xe. Chỗ này có túi khí này. Đấy, chỗ này có túi khí này. Và giữa vô lăng có túi khí nữa. Và phía sau cũng có túi khí nữa các bác nhá. Đấy, rất là hay. Đây là cần phanh, phanh tay. Còn đây là chân bàn đạp ga. Bàn đạp ga kia, còn đây bàn đạp phanh các bác nhá. Và sàn của xe thì vẫn là sàn nỉ. Và các bác nhìn này, nỉ ở dưới của xe còn mới chưa? Rất là mới luôn đúng không ạ? Đấy, tem các thứ là còn nguyên nhá. Phần vách cửa, những phần bu lông ốc vít của xe là chưa bị tháo, chưa bị vặn gì hết. Răng cửa này. Đấy, kính cửa đây. Và con xe này của em thì tất nhiên là keo chỉ còn nguyên rồi. Keo chỉ zin, máy số zin, nội thất zin các bác nhá. Quá tuyệt vời đúng không ạ? Quá tuyệt vời cho một chiếc xe mà giá trị là không cao và chất lượng của nó được đẹp như vậy. Đấy, em đang quay về chức năng. Và tí nữa em sẽ quay từng những cái vị trí nhỏ nhất cho các bác mình cùng ngắm các bác nhá. Đấy, bên ngoài có xi nhan gương. Và camera đây, một cam này. Đây, một cam là hai cam này đúng không ạ? Có nút bấm từ một chạm được đặt ở phía bên ngoài này. Đây, đây màu đen đây các bác nhá. Lốp dày la răng đúc nguyên bản theo xe, bánh đĩa, bánh ABS, 4 bánh, cảm biến xung quanh xe, trên có cảm biến và dưới cũng có cảm biến. Đây có đèn bi và đây cũng có đèn bi này các bác này. Đấy, đèn pha xịn nguyên bản theo xe các bác nhá. Và đèn sau cũng vậy, là nguyên bản theo xe. Có xe biển 15 chính chủ tư nhân, người thành phố Hải Phòng, người Ngô Quyền Hải Phòng các bác nhá. Đây, đây là phần form dáng bên ngoài. Giới thiệu với các bác, bên em đang có 4 con thì tất nhiên có những con nọ con kia, có những con thì giá nó rẻ hơn tại vì là xe nó không đẹp bằng. Đấy. Tất nhiên thì em sẽ cân đối làm sao hợp lý để cho các bác mình mua các bác nhá. Đây đèn đây, có đèn bi siêu sáng này. Đây quả đèn bi nhỏ nhỏ này. Đấy, có mắt cảm biến này. Đăng kiểm của xe tháng 8 năm 22. Và bên đây cũng vậy, có sinh nhan này, có camera này. Đấy, có hai cam nha, một cam và một cam ở dưới là 2 cam. Bên đây cũng có nút bấm từ một chạm nữa. Và tôn vỏ, thân vỏ của xe này thì rất là cứng và chắc và dày dặn các bác nhá. Và tôn vỏ của xe là không bị đâm đụng, va chạm và ngập nước. Các bác yên tâm về vấn đề lỗi của chiếc xe, bên em sẽ bao cho các bác yên tâm về vấn đề lỗi của xe nhá. Những vấn đề lỗi tai nạn, đâm đụng, ngập nước bên em sẽ bao cho các bác luôn. Đấy, đảm bảo cam kết cho các bác yên tâm. Giấy tờ an ninh pháp lý hợp lệ hợp pháp, sang tên bình thường, sang tên đổi chủ bình thường các bác nhá.
bất cứ lúc nào khi bác cần, bên em sẽ hỗ trợ ra tiền cho bác. Và các bác nhìn đây thì có ghế điện nữa này các bác này. Đấy. Và mặt ghế ngồi thì các bác nhìn này, đẹp chưa? Bên đây cũng có tú khí nữa nhá. Tú khí cực kỳ là nhiều để bảo vệ an toàn cho các bác mình khi ngồi trên xe các bác nhá. Keo chỉ của xe tất nhiên là còn zin nguyên toàn bộ rồi. Và đây những con bu lông ốc vít các bác nhìn xem này, nó vẫn còn chấm sơn màu đỏ này. Con xe với form dáng rất là đẹp mắt. Cốp đằng sau này được mở bằng điện, chỉ cần bấm bằng chìa khóa thôi thì cốp sẽ tự động lên và tự động xuống các bác nhá. Đấy, rất là hay, trang bị có một đôi bô các bác kìa. Đấy, lúc gen U7 các bác nhá. Máy xăng 2.2, nhiên liệu của xe loanh quanh tầm khoảng chục lít trên 100 km. Còn đây là phía đằng sau, phía đuôi của chiếc xe mà em đang quay cho các bác xem đây ạ. Đấy, biển 15 chính chủ luôn các bác nhá. Đấy, biển 3450. Dạ vâng. Bấm đây thì cốp sẽ tự động mở. Và đây có cam, một chỗ là vị trí cam, một chỗ này là nút bấm mở cốp các bác nhá. Có cả là gạt mưa này, đuôi gió này, giá lóc thứ đầy đủ này. Và đèn của xe đấy ạ, thì đó được thiết kế là một dạng đèn LED, ban tối được bật lên rất là đẹp các bác nhá. Và đây bắt cảm biến lùi màu đen đây các bác nhìn này. Đấy, cốp đây, ấn đây là cốp sẽ tự động lên nhá. Đấy các bác nhìn xem, chỉ cần ấn vào cái nút đấy thôi thì cốp sẽ tự động lên và tự động xuống các bác nhá. Có thể các bác ấn ở trong xe, có thể các bác ấn bằng chìa khóa nữa thì tự động cốp sẽ lên và tự động cốp sẽ xuống. Đấy, xe thiết kế có 7 ghế ngồi. Thì tí nữa em ấn nút này thì cốp sẽ tự động xuống nữa này các bác này. Đấy, tự động đi xuống nữa các bác nhá. Rồi bên trong đây là cái chỗ để cho mình đựng đồ. Đấy. Và ghế này thì mình có thể gập lại xuống được các bác nhá. Đấy, có thể gập lại cái ghế này xuống được nhá. Đây, kéo cái dây này. Đấy, kéo dây này thì nó sẽ tự động nó gập xuống. Đây đây. Ở chỗ này đấy ạ, thì bên em chưa vệ sinh tới, nó vẫn còn hơi bẩn bẩn, cái máng nước là hơi bẩn bẩn này. Đấy, hơi bẩn bẩn một chút, chưa vệ sinh tới, nhưng mà sau video này em sẽ cho người vệ sinh luôn các bác nhá. Cho người vệ sinh luôn. Để các bác mua về là cứ thế dùng, cứ thế đi thôi. Đây em sẽ bấm cốp để xuống cho bác mình nhìn này. Đấy, ấn nút này thôi, động nó sẽ lên xuống. Và các bác nhìn này, cái móc khóa đẹp chưa? Đẹp xì luôn đúng không ạ? À, chuyên bảo dưỡng ở bên Nissan Phạm Văn Đồng, Hải Phòng. Dòng xe này thì bên em bán rất là nhiều rồi, bởi vì dòng này nó cũng rất là lành tính và bền bỉ các bác nhá. Phụ tùng thay thế thì nó cũng sẵn và nhiều. Bác nào không biết chỗ để mua đồ, em chỉ chỗ cho các bác mua. Là nhiều bác bảo là dòng này chưa chắc đã có đồ mà thay, hay là nếu có thì rất là đắt. Đấy là bác, các bác không hiểu thôi các bác nhá. Còn thì bác nào mà hiểu thì mình có thể tìm hiểu. Bác nào mà chưa biết thì mình có thể tìm hiểu. Và bác nào mà không muốn nhanh gọn thì cứ bảo bên em chỉ chỗ mua. Đấy, chỉ chỗ mua đồ rất là rẻ và rất là dễ, rất là nhanh, tiện. Gửi về tận nhà luôn nhá, đồ đạc phụ tùng gửi về tận nhà. Thì em sẽ chỉ chỗ cho các bác mua, gọi điện bắt là người ta sẽ gửi về cho các bác thôi. Còn đây bây giờ các bác nhìn tiếp này. Đấy, phần cặp đèn pha, cặp đèn hậu xe rất là mới đúng không ạ? Mới được sơn của xe thì rất là bóng đẹp, mượt mà. Kính của xe hoàn toàn là không bị xước, mà những phần nhựa bên ngoài các bác nhìn xem này. Đấy, nó xấu kém đúng không ạ? Chỗ này thì em quay rồi, bây giờ thì em sẽ quay qua qua xong là em mở cánh đằng sau thôi nhá. Chỗ này em quay rồi. À chỗ này nhá, em giới thiệu thêm là có nút chỗ để mình khóa ghế này. Và đây là gương chỉnh điện, có chế độ cục gương tự động nữa. Đấy, thẻ nhắc bảo dưỡng định kỳ đây. Ở 68 Phạm Văn Đồng, Dương Kinh, Hải Phòng các bác nhá. Đấy, chuyên bảo dưỡng ở đó. À chỗ này có loa JBL luôn. Vách cửa đây các bác nhìn xem này, không có dấu hiệu gì kém hay là mục mọt gì. Những cái bu lông ốc vít vẫn còn đen xì đúng không ạ? Quá tuyệt vời. Là tôn vỏ này, vỏ đau tay luôn. Toàn tôn là tôn thôi các bác ạ. Các bác nhìn xem cái vị trí đằng sau này nhá. Đấy, cái dòng này thì chỉ cánh trước và chỉ cánh sau, con xe nào cũng thế, nó đều thiết kế là khác nhau. Chỉ cánh sau nó sẽ to hơn, chỉ cánh trước nó sẽ nhỏ hơn các bác nhá. Mà đây các bác nhìn này, những con bu lông ốc vít ở đây đẹp chưa? Đấy, ok chưa ạ? Và nha, đây các bác nhìn nhá, cánh đằng sau này. Đấy, cánh đằng sau đẹp chưa này? Da xịn cao cấp, không hề bị xấu kém, không hề bị có hiện tượng là bị bong chóc hay là sứt dạng gì. Tay lắm tay cầm của xe đây, rất mới luôn này. Tem mát là còn nguyên các bác nhá. Đấy, tem mát còn nguyên đây. Còn nguyên luôn. Những cái phần móc quá còn đen xì. Và nó, các bác nhìn thấy nó chỉ có tượng là hơi mốc mốc một chút màu trắng. Mình nâu cái này nó hết mốc, nó sẽ đẹp hơn nhiều các bác nhá. Ok chưa? Rồi,
ghế này thì em cũng quay rồi đúng không ạ? Thì em sẽ mở máy, mở quăng động cơ ra cho các bác xem. Các bác xem động cơ của chiếc xe này. Con này máy xăng 2.2, được cái là lại thiết kế máy turbo các bác nhá, cho nên nó sẽ khỏe và nó sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn so với một số những dòng xe máy cùng chấm nhau. Nếu mà cùng chấm mà không có turbo nó sẽ nhiều xăng hơn các bác nhá. Turbo thì nó sẽ khỏe hơn mà. Và lỗ đốt nhiên liệu nó sẽ là phần trăm cao hơn, sẽ không có xăng thừa các bác nhá. Bên ngoài thì các bác thấy là có ốp lốc ở một số vị trí phần tiền cửa này. Đấy, tay nắm cửa này đúng không ạ? Thân vỏ căng đều đẹp, khít. Và em quay gầm luôn nhá. Đây các bác nhìn gầm luôn xem. Gầm không bị xấu kém gì đâu. Nhiều người người ta để thì đôi khi có những chỗ nó hơi gọi là hơi đốm han một chút, tại vì là ít khi sử dụng tới, cho nên là nó sẽ có một số vị trí đốm han các bác nhá. Nhưng mà không mục mọt nha, chỉ hơi đốm đốm han thôi. Chính là đời 2010, kể cả các bác không dùng đến, các bác để một chỗ thì nó cũng sẽ đốm han. Tất nhiên là không mục mọt rồi. Đấy, đây là phần đầu của xe và em đang mở cabo, nó đang hé hé ra kia rồi. Thì em chỉ việc nhấc lên thôi. Đấy, các bác nhìn xem vào phần đầu đi. Đấy, mặt nạ ga lăng của xe đây. Ốp lốc rất là sáng đẹp. Logo đẹp, đúng không ạ? Sơn xi đẹp, thân vỏ căng. Đây, em sẽ nhấc cái phần... Ở tí nữa nhấc đi. Đấy, tí em sẽ nhấc đi đúng không ạ? Tí em sẽ nhấc máy sau đi. Em mở cabo ra rồi đấy ạ. Bây giờ thì em sang bên đây em quay lại cho bác xem một chút nữa khu vực này. Là em quay chưa được kỹ cho lắm, bây giờ quay kỹ hơn nhá. Đây các bác xem cho em. Toàn là một chiếc xe ok. Chiếc xe đẹp tuyệt vời. Chiếc xe không có lỗi. Không có lỗi mà là một chiếc xe chạy ít các bác nhá. Không phải là chạy nhiều đâu. Đấy, đấy, nếu mà chạy nhiều thì chiếc xe nhìn nó sẽ già hơn rất là nhiều rồi đúng không ạ? Đấy, con này của em chạy khá là ít. Các bác nhá, nhìn đây, con phu đông này. Phần móc khóa này đẹp chưa? Đấy, vẫn có chất sơn màu vàng. Cái móc khóa của đen. Những cái móc khóa của xe là vẫn còn đen xì. Thì các bác nhìn này. Đấy, nó vẫn còn đen xì luôn này. Đấy, vẫn đen xì nhá, hơi móc meo một chút thôi. Những cái bậc bệ bước lên bước xuống của xe nặng chưa bị kiểu là sứt hay là bị xước đúng không ạ? Chỗ này có cổng điện ra 220V 100W ở đây. Đây các bác nhá. Đây đây. Đây cái chỗ này là chỗ để đồ này. Nội thất của xe thì rất là rộng. Chiếc xe được thiết kế với chiều dài là gần 5m các bác nhá. Rất là dài cho nên là rất là rộng. Và nếp cửa tiếp theo đây ạ. Đấy, các bác nhìn xem. Bốn cánh của xe đẹp như nhau. Mới như nhau các bác nhá. Mới như nhau luôn. Đây các bác nhìn xem cái phần tì tay nữa này. Và phần tay nắm tay cầm này. Các bác nhìn xem này. Đây. Đấy, vách cửa nữa đây các bác nhá. Đây trên này. Các bác xem mà thấy chiếc xe ok, thấy chiếc xe đẹp, nhấn like, nhấn chia sẻ ủng hộ em với. Bác nào chưa đăng ký kênh YouTube, chưa nhấn theo dõi trên trang fanpage của bên em, fanpage của bên em, thì nhấn theo dõi luôn nhá, đăng ký và theo dõi luôn để cùng đồng hành, cùng xem những video mới nhất mà bên em sẽ đăng lên theo hàng ngày. Rất nhiều xe và các bác nhìn thấy bên đường kia có hàng trăm chiếc xe, trên trăm chiếc xe các loại cho mình tham khảo và lựa chọn các bác nhá, với tầm tiền là trên dưới 200, 300, 400, 500 triệu là nhiều. Đấy, tầm tiền đó bên em rất là nhiều luôn. Các bác hãy đến xem xe đi để mình biết những mẫu xe bên em đang bán. Đặc biệt là đến để mình thử cái con xe này, chạy thử luôn. Các bác có thể là cho người biết về xe đến kiểm tra thoải mái các bác nhá. Còn bác nào mà tin bên em thì bên em sẽ đảm bảo cho sai bên em nhận lại xe, hoàn lại tiền. Ok chưa ạ? Và đây gần em quay cho bác mình xem thêm đây. Đấy, không một mọt đâu các bác nhá, bên em kiểm tra rồi. Đấy. Xe hoàn toàn không lỗi, bên em đã test và kiểm tra tất tần tật rồi các bác nhá, các bác yên tâm. Đấy, một con xe cực đẹp so với đời. Các bác nhìn xem, em đang mở phăng máy ra rồi thì em sẽ quay các bác xem cabo trước. Đây, lý cabo còn đẹp đây, tem còn nguyên đây. Từ cái gioăng ở phần cabo vẫn còn nguyên này, các bác nhìn này. Vẫn nguyên vẹn luôn này. Đấy, khoang máy đây các bác nhá, củ máy của xe là vẫn còn zin, bên em kiểm tra rồi. Máy số cực chất. Đấy, một con xe được nhập khẩu trước từ Taiwan về các bác nhá. Taiwan đấy ạ.
form dáng nhìn như Lexus, nhìn như là chiếc xe Lexus đúng không ạ? Thế mà giá tiền thì quá rẻ đúng không ạ? Không ai ngờ tới mà nó lại rẻ như vậy. Chiếc này đi ra ngoài đường thì nhiều người cũng sẽ nghĩ đây là một chiếc xe sự là giá trị cao và nhiều tiền. Không ai nghĩ nó là ít tiền đâu. Đấy, tình trạng và chất lượng của chiếc xe, hình thức của chiếc xe em đã quay và giới thiệu cho các bác mình biết rồi. Các bác nhanh tay nhấc máy gọi điện sớm cho bên em theo ba số điện thoại hotline 093 8586 307 và 0389 000 555 và 0335 838389. Ba số hotline, ba số Zalo, các bác alo trực tiếp để được thứ nhất là chốt giá ok nhất cho con xe này. Sẽ có một cái mức giá cực kỳ yêu thương và hợp lý, các bác yên tâm là như vậy. Mọi thắc mắc các bác cứ alo các bác nhá. Về vấn đề sang tên, đổi biển, công chứng ủy quyền là bên em hỗ trợ cho các bác rồi. Xuyết xe, chuyển xe là bên em cũng hỗ trợ cho các bác luôn. Các bác mình yên tâm nhá. Hết sức đơn giản thôi. Dạ vâng, video về chiếc xe Lincoln U7 em đã quay xong và review xong. Xin được cảm ơn và xin chào tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác vào video lần sau. Các bác hãy nhớ quay trở lại và ủng hộ xem video của bên em nhé các bác. Xin cảm ơn ạ.